Sáng sai chlong chran a kê chân ý, chê ptia strei mì mai con bay nè, nơ sao tè phê khnông srok kèo xe mà. Nơ rô siết ngay tì mà phai bay khai tốt lạch nam pi pon mà phai pi, mên kạ rà nây a kì phai ban chạp chê ptia mùi khnông, ọh tèng srong, đá kê đăng tha, chia rô bò strei mì mai mà nè, mên con pro, chân châm nơ khnông mân tốc chùm nôn bay nè. Hết ca kạ rà nây a kì phai chạp chê ptia khang lơ nù, ban kạt lạng nơ về liêm mong pra man bay rô siết, thất nơ phùm bù tông, khum chông pla ស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រភពពីអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាផ្ទះដែលបានអគារភ័យឆាប់ឆេះខាងលើនោះគឺសង់ពីផ្ទះឈើដំបូលប្រក់ដែកសង្កសីមានទំហំ7ម៉ែត្រគុណ8ម៉ែត្រឆេះអស់ទាំងស្រុងចំណែកម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះវ៉ាន់សុខាភេទស្រីអាយុ59ឆ្នាំគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូននៅក្នុងបន្ទុកចំនួន3នាក់ប្រុសប្តីរបស់គាត់បានស្លាប់ចោលទៅជាង1ឆ្នាំហើយសពថ្ងៃគាត់ប្រកបមុខរបរជា
tam phum đam bay đọc sài chi vô phiếp nông cổ xa. Mà đai chọp rô vô đa lụa mô hộp à hà nơ kháng krau. Rì ai côn rô vô tơ đa si chnu kê nơ kháng krau bắt phong đá. Đói tục tiết chào tái cổ xa nạ ca chân rái. Tiết trâu ban à kì phây chạp chê tiết ọc tiền sông. Rùm nâng trọp xâm mắt miên mân tích mân tui tết miên sọt. Bà phúc kháng lơ ban mân chạy thà. Đói xa tái à kì phây chạp chê tiết ban cát là nơ đâm bon đạch rô gia l phong nung. Nẹ chất kháng mân ai chui bần lốt lương chê tiết rô bọc sật trái kháng lơ ni bàn tê. Cả rần này bần đàl ôi miên à kì phây chạp chê tiết ni. Cứ song say bần đàl mộc bì chlong chả rắn à kì xin ni. All A7 sẽ đánh chênh nơi phim toán xâm mày.